Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1 năm 2024, một nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến đã nộp khoảng 22,5 tỷ đồng và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nộp khoảng 22,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm phục vụ cho quá trình điều tra và khắc phục những hậu quả do những sai phạm mà các bị can gây ra khi còn đương chức. Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 29 tháng 1 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 389 giao cho công ty Sông Mã phần đất có diện tích là 2.958,7 m² tại đường Phan Chu Trinh ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Đồng thời giao cho Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã. Vào thời điểm này, ông Trịnh Văn Chiến đang là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù ông Xứng được phân công phụ trách về giá cả, thế nhưng khi Sở Tài chính có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét phương án phê duyệt tiền sử dụng đất của công ty Sông Mã thì ông Trịnh Văn Chiến vẫn trực tiếp giải quyết. Trong các bút phê xử lý công việc thể hiện, ông Trịnh Văn Chiến đã yêu cầu Sở Tài chính giải trình, sau đó đồng ý phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã với đơn giá 21 triệu đồng một mét vuông theo mức giá xác định từ năm 2009 và giao cho ông Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt. Sau khi có chỉ đạo của ông Trịnh Văn Chiến, ngày 23 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định số 4562 phê duyệt giá tiền sử dụng đất mà công ty Sông Mã phải nộp cho nhà nước. Điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định việc phê duyệt quyết định đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55,8 tỷ đồng. Liên quan đến vụ Hạc Thành Tower, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng, Cù Đình Hiền, Bùi Văn Nam đều nguyên là phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đinh Cẩm Vân, 58 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Nguyễn Bá Hùng, 57 tuổi, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu bí thư huyện ủy, cựu chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân. Văn Xuân Hùng, 63 tuổi, nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa. Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Sông Mã. Đinh Xuân Hướng, cựu bí thư huyện ủy, cựu chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Thanh, Thanh Hóa, nguyên tổng giám đốc công ty Sông Mã. Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.